À, mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay như mình nói thì mình sẽ trở lại với khóa đầu đối bình phong mã. Ở clip 14 này, mình sẽ chia sẻ cho đến khi mà chúng ta đánh U hoàn toàn. Ở clip này mình không chia sẻ đến sát cuộc nha, mà ở clip sau mình sẽ chia sẻ đến sát cuộc sau. Tại vì ở clip này thì mình sẽ chia sẻ đến lúc thắng thế hơn quân nhiều và cái cuộc cờ buộc người ta phải phải thua. Và tới đây mình xuất quân bình thường trước đi nha. Đây, bắt đầu từ đây xuất hiện biến đi các bạn. Thì các bạn thấy là bên phó đầu mình chơi mà mình không mở binh nào hết, tức là không mở tam binh hay thất binh, mà mình để cho người ta lựa chọn là phong xe hay là tiến một trong các binh này. Thì các bạn biết mỗi một nước đi này là một biến đánh rất là dài. Hôm nay mình chia sẻ biến người ta phong tỏa lần trước ha. Thì tới đây mình phát triển mã mình vẫn không thúc binh ba. Thông thường tới đây chúng ta vẫn có thể chơi thúc binh ba sẽ rơi vào hành trận như sau. Bên kia tiếp tục một phát triển mã thì mình sẽ phi mã lên. Phi mã lên để mà mình thúc chốt ba. Thì mình trở lại chỗ này một xíu nè, các bạn thấy khi mình thúc binh, bên kia không thể nào mà bình pháo vào để đấu xe được. Lúc này mình sẵn sàng đấu ngay. Thì bên kia đọc tượng nè, sĩ mình bổ lên, lúc này ăn về xe thì mình sẽ bổ pháo có không đó, cho nên là không thể bình vào đây được. Vì vậy mà khi mình thúc binh thì bên kia buộc phải lên đây nha. Đó là cái biến đánh mà thúc tam binh ha. Rồi mình trở lại, mình nói là từ đây mình không thúc binh nào hết, mình lên mã nha. Rồi bên kia có những sự lựa chọn là tiến mã hoặc thúc một trong hai binh. Thì thông thường tới đây muốn phong tỏa được xe này, tránh cái trường hợp thúc tam binh để phi mã, thì người ta sẽ tiến binh lên, tiến binh 7 lên để khống chế con mã này liền và khống chế cái cánh quân bên phải của mình. Đó, thì lúc này mình lại thúc binh bên này, còn nếu ngược lại người ta thúc binh kia mình sẽ thúc binh này. Đó, vậy thôi. Và lúc này người ta tiếp tục là phi thêm mã lên để hình thành cái bình phong và thủ tả pháo phong xe. Tới đây các bạn biết là cái biến mà pháo 8 bình 9 này nè. Cái biến này bây giờ đã bị người ta phá triệt để rồi, hay nói một cách khác là cái biến này bây giờ nó thành một biến mà nhiều người chơi á. À, bình pháo để mà xuất xe nhanh thì cái biến này đã bị bình phong mã phá rồi, thành ra biến này bây giờ lúc này là không mạnh. Tại tới đây người ta có hai nước chơi là bình xe ra hoặc là tiến pháo qua sông thẳng như thế này luôn. Ở nếu như mà mình bình xe ra như thế này, người ta có nước chơi là một là bình xe ra trước, hai là ta sẽ đọc binh luôn, hai ta đọc binh. Nếu như người ta đọc binh thì người ta sẽ yếu hình lại. Nếu người ta đọc binh thế này, ta sẽ yếu hình bằng cách là mình tiến xe bắt mã. Lúc này ép người ta lên đấu xe. Ơi xin lỗi, bấm đi nhầm. Ép ta lên đấu xe, xe mình tạt ngang, tượng đá lên. Đó thì lúc này mình lại phát triển được mã này. Nhưng cái vấn đề còn lại là mình lỗ thêm một binh nữa. Đó, mình lỗ binh. Rồi ta thúc ăn binh này, sau đó ta thúc binh này qua sông ngay. Thúc binh 7 qua sông, buộc mình phải phát triển mã. Phát triển mã lúc này người ta đã pháo văng rồi, binh vẫn thúc qua sông. Đó là cái biến đánh như thế này. Thì còn mọi trường hợp mà người ta bình xe ra đây, bình xe ra đây thì buộc mình phải triển khai những nước khác như là tiến trung binh hoặc là chúng ta bổ một sĩ bất kỳ. Và nếu mà các bạn bổ sĩ bên này thì nó lại khó ở chỗ là khi pháo đạp qua đây cánh này rất là khó chịu. Còn nếu mà chúng ta bổ sĩ bên đây, chúng ta bổ sĩ bên đây thì bạn thấy người ta sẽ bình vào đây và để kích đấu xe này. Và mình thì không thể được quyền chọn đấu mà người ta được quyền chọn đấu. Thì lúc nãy dù muốn ép người ta đấu thì mình chỉ cần thúc chốt biên hoặc là thúc binh năm thôi, thì cho người ta đánh đấu trước đó. Thí dụ thúc chốt biên đi, người ta chấp nhận đánh đấu này. Mã ăn về. À, lúc này người ta, các bạn thấy người ta sẽ phi mã lên, người ta tiếp tục tấn công, bổ tường sĩ lên, hình ra rất là tròn nha. Nói cho nên là, hoặc là tới đây các bạn còn một nước chơi là phi mã lên, nhưng mà nước này cũng không mạnh các bạn. Khi bạn phi mã lên người ta cũng vẫn có thể đạp chốt như thế này, đạp chốt như thế này. Rồi khi mà người ta đạp chốt thì ép mình phải đấu xe rồi, mã ăn về. Lúc này mình chiếm pháo khống, chiếm pháo khống thì lúc này mã là không ăn lên được, nếu mã ăn lên sẽ bị đọt pháo khống, cho nên cái trường hợp mà mình phi mã người ta sẽ không bao giờ thúc. Đây đây mình nói phải là người ta không bao giờ vội ăn binh này đâu, ta không vội mà người ta lại có một nước chơi khác. Mà nước chơi này mà chúng ta ít, rất là ít để ý là nước chơi người ta không ăn binh qua đây mà người ta lại chơi tiến một. Nếu như mình tiếp tục quay mã về người ta thoái một,
mình bay mã lên người ta tiến một, mình không thể đi một nước hoài được, nó sẽ bị vướng vào cái lỗi của tờ tướng, cái quy luật không cho. Rồi mình trở lại nha, đó là mình nói sơ bộ về cái nước mà Pháo Tám Bình Hai thôi nha, đó mình đang nói sơ bộ về nước này nha. Tuy nhiên cái nước hôm nay mình chia sẻ là xe tấn một nha, chứ không phải chia sẻ nước tám mình hai, pháo tám mình chín này. Đây là cái nước bị phá rồi, rồi tới đây người ta thể là bổ tượng và sức một hoành xe. Thì ở đây hai biến này đang rất là phổ biến, đang rất phổ biến. Thì cái nước bổ tượng là đối với những người đánh kỹ, người ta bổ tượng lên rồi sau đó bổ sĩ sức xe. Còn những người mà chơi tiến hoành xe như thế này là để khi xe mình bình ra lộ đây để khống chế lộ mã này, thì người ta cũng đưa ra đường sườn, nó đưa ra đường sườn để người ta tiến số tiến sau cũng này. Rồi vậy mình chia sẻ biến bổ tượng trước đó. Thì tới đây mình có hai nước bình xe qua, một là mình bình xe qua bên lộ 6 à, lộ 4, hai là chúng ta tiến pháo lên hai nước. Thì cái nước bình xe qua hai lộ 4 này chưa cần thiết, đây nước chưa cần thiết. Vì sao các bạn? Tại vì lúc này người ta đủ cơ hội để mà xuất quân, người ta chống liêm sĩ và người ta đem xe ra, thì xe mình tới đây bắt quá thì lên từng hà thôi. Đó, lúc này người ta sẽ đưa xe ra, mình thúc chốt kín đáo, người ta tấn xe lên. Rồi, khi này chốt mình đưa qua thì xe người ta nhập vào đây, cánh quân mình rất là yếu mà. Rồi mình trở lại, cho nên mình nên lựa chọn là tiến pháo lên hai nước để thúc binh kích đấu, nó sẽ hay hơn, hay hơn là mình xe qua rồi tiến lên nó mất nước nhiều hơn. Rồi tới đây người ta cũng bổ sĩ để xuất xe, thì lúc này mình mới tiến chốt để kích đấu. Thì lúc này các bạn thấy là không có xe ở đường này, đường 4 thì người ta sẽ không từ ngà được, buộc ta phải đánh đấu, mình đánh đấu pháo mình nổ qua, rồi lúc này nó mới xuất xe ra. Thì tới đây mình có hai lựa chọn, như sau nè: bình xe hoặc phi mã. Thì mình nên lựa chọn cái nước là bình tiến mã lên, chứ đừng có bình xe qua nha. Đây tiến mã lên, tiến mã lên là mình đang có nước là nổ pháo chiếu tướng tượng ngang về, sau đó mình đọc pháo là mình lời dôi à, mình đánh đấu pháo mình lời dôi. Thì để khắc phục cái nước này, người ta có hai cách: một là tiến xe lên bắt lời pháo này, hai là tiến pháo này xuống để dân. À, nếu như mà trường hợp người ta tiến xe lên để mà bắt lời pháo, thì nếu mà chúng ta lộn trước là chúng ta sai lầm nha, là chúng ta nên bình qua giữ pháo. Còn các bạn lộn trước nó sẽ ra hình gờ thế này, ở tượng đá về. Lúc này muốn lời thực lợi thì chúng ta phải dùng xe đạp lên, thì vẫn là một tượng thì xe người ta ăn xuống đó, hoặc là người ta có thể ăn lại mã đó. Cho nên là mình không đánh được nước này nha. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn mã ăn về thì người ta lại có nước là tiến pháo xuống để bắt lại mã, thì lúc này buộc xe phải đưa qua giữ mã. Lúc này người ta lại tiến xe lên bắt mã bên đây thì chúng ta rất là khó chịu. Rồi mình trở lại chỗ này xíu, cho nên là khi xe tiến xuống bắt pháo thế này, chúng ta không nên bổ tượng liền. Lúc này bổ tượng liền là chúng ta thất bại, ta nên bình xe qua giữ pháo trước. Mục đích của chúng ta là thông quân. Thì tới đây người ta có hai cách: là phi mã lên để tránh trường hợp pháo nổ tượng, phi mã lên, tại vì lúc này người ta không phi lên đó thì người ta sẽ rất là nguy hiểm, ở cánh quân này bị đè rất là nặng. Tại vì mình đè ta sẽ không bao giờ mà dùng pháo tiếng đè, mà thí dụ nha, mình nói thí dụ một nước đi nè, thí dụ thôi để mình nói cái hình này cho các bạn xem. Nói chúng ta quăng mã bắt xe ngay, lúc này các bạn thấy sao? Xe phải thối về cửa hàng hoặc là về bắt mã, thì mình không cần biết là thối đâu. Là thí dụ như bây giờ người ta thối về bắt mã thì mình lại dùng pháo đạp thẳng mã, thì các bạn thấy lỗ tiếp quân bên này là chỉ có thể buông quân thôi. Nói cho nên để khống chế cái nước mã mình phi xuống thì người ta buộc phải tiến mã lên. Còn cái trường hợp này, còn một trường hợp nữa, nếu người ta đánh đấu quân này thì người ta chấp nhận người ta tiến xe qua đây nè. Ta tiến xe qua đây là không giải quyết được vấn đề gì nhé, tại vì nước cờ của mình phi mã xuống đây là nước cờ bắt xe, còn nước cờ tranh tiên rất là mạnh bắt xe, thì buộc người ta phải giải quyết con xe này. Rồi thí dụ lúc này người ta lại quay xe về cửa hà đi, quay xe về bắt mã hay là quay về thẳng đáy đi, nói chung là đường này xe rất là khó đi các bạn. Nhớ theo các bạn cầm hình lúc này thì xe này nên đi đâu? Về kè là mã. Nói chung là ở trên trục dọc này thấy rất là khó đi, ví dụ về giữ mã luôn chứ hả, về giữ mã luôn. Thì lúc này mình lại có nước là thối xe, thối pháo về bắt xe, xe này buộc quay về cửa hà. Đó, thì lúc này lại thối mã về bắt đôi, dính vô cái bẫy này của mình thì rất là khó chịu ha. Cho nên là tới đây người ta lựa chọn phi mã là một cách vẫn là tốt nhất. Rồi, lúc này mình có hai cách chơi: bình pháo bắt mã hoặc là tiến xe lên hai nước.
và để khống chế luôn cái xe pháo này. Thì các bạn thấy được cái nước tiếng xe hai nước khống chế là hiệu quả không lớn, là do con mã lúc này đang giữ xe và cho nên hiệu quả của nước này nó nhỏ. Và chúng ta nên chơi bình pháo bất mã, ép mã có hai chân thôi, tiến xuống hoặc quay về. Thì đương nhiên tiến xuống là các bạn thấy không được rồi, muốn tiến xuống thì mã mình đọt thẳng ngay. Đó là không được, cho nên buộc phải quay về để mà triệt tiêu đi cái con pháo mạnh này của mình. Đó, triệt tiêu pháo mạnh. Thì lúc này các bạn đừng vội mà phi mã xuống bắt xe nha, là chúng ta thua ngay. Nếu mà phi mã bắt xe thì người ta có nước là đóng xe vào trung tâm để giải trừ đi con pháo mạnh. Mình đóng lên thì mã lại tiếp tục đánh lại xe, bắt pháo cướp tiền nước chiếu tướng. Mình không thể ăn pháo này, là nếu mình ăn pháo này người ta chiếu tướng ăn lại xe luôn đó. Nên các bạn lưu ý mấy cái chỗ nhỏ nhỏ này rất là dễ lỗi nha. Tới đây nên bổ tượng lên, bổ tượng lên trước. Nếu mà người ta sẵn sàng đánh đấu thì mình sẽ chấp nhận đấu thôi. Ta sen vào thì con pháo này các bạn thấy là đang bị mình bắt, mình cướp tiền rồi. Thì pháo này buộc phải né thôi. Thì ví dụ như né vào đây đi đó, lúc này các bạn thấy là hình cờ mình thoáng nhiều, mình tiến quân lên bắt thì buộc pháo này phải xuống đây, là chủ yếu mình đánh cho cái cánh quân nó rã rời ra thôi, nó rã ra rồi lúc này mình mới đưa xe mình đi một vị trí khác, ví dụ như là xuống bắt chốt đó. Là chủ yếu mình đưa cho quân người ta đi rã ra, không có sự liên kết, tại vì giữa các pháo dân này ở đây không làm được gì cả, tại mình đã dời cái hình ra để mình đánh hình thủ lại rồi, thì cặp pháo dân này không có tác dụng, không có tác dụng. Rồi như vậy mình trở lại một cái vấn đề khác, là người ta khi mình bỏ tượng người ta không ăn mã, mà lúc này người ta lại tiến pháo dân trước, tiến pháo dân trước rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện mà đánh đấu. Rồi khi nó tiến pháo dân trước thì lúc này chúng ta lại có một nước rất mạnh, phi mã xuống bắt xe. Cũng là cái nước này nhưng mà lúc này nó cũng lại là rất mạnh, tại vì lúc này người ta rất là khó chịu. Người ta có hai lựa chọn là thối xe một nước hoặc là phi tượng lên cản mã. Thì nếu trường hợp mà thối xe một nước như thế này rất là nguy hiểm các bạn, và mình sẽ chơi tình trạng này, mình tiến pháo xuống để mà phong tỏa tượng này để dò sát, thì bên kia chỉ có thể là bình xe hoặc là phi tượng lên thôi. Thì nếu mà bình xe hay là phi tượng đều mất tượng giữa, thí dụ bình xe vào đây thì cũng bị đọt tượng giữa và đang bị hâm là tiến chiếu đang xe, là xe phải chạy tiếp sẽ rất là mất nước. Còn nếu phi tượng biên thì cũng mất mất tượng giữa. Rồi mình quay trở lại chỗ này chút xíu, nó hơi lu bu chỗ này đây. Và như vậy thì tới đây nước bổ tượng lên và nước thối xe về, mình vừa nói là nước thối xe về, giờ tới nước bổ tượng. Bổ tượng để cản cái đường cho mã bắt xe này. Rồi như vậy tới đây chúng ta có thể nào mà quăng mã để dò sát hoặc là tiến pháo để dò sát giống như nãy hay không? Thì lúc này là không được nha các bạn. Ví dụ tiến pháo xuống, người ta vẫn là dùng mã đọt pháo này, thì buộc mình phải ăn là mã. Đây là nước đánh đấu rất là tiếc ha. Cũng như vậy nếu mà các bạn tiến mã xuống khóa tượng để dò sát cũng bị nước đó. Cho nên nước tối ưu của mình là tiến pháo hai nước đuổi xe về để cho xe cản lại chân của mã này. Thì lúc này mình mới có lựa chọn là phi xuống để mà dò sát hoặc là mình xe qua mình này bắt pháo. Thì các bạn thấy nước dò sát này là chưa chưa đánh được, là vì không thể sát được. Tới đây ta có thể là hạ tượng hoặc chống tượng không sát được, mà nước bình xe qua đây bắt pháo, mình đang trực tiếp bắt pháo. Nếu như người ta không lo mình sẽ ăn ngay, tại mình đang lợi dụng cái chỗ là ba quân này đang bị mỗi xe này kìm cặp. Thì lúc này con pháo có hai lựa chọn là thối về hoặc là bình vô một nước, cái xe không thể tiến xuống như vậy, xe tiến xuống đây là người ta thua mình ngay, cho nên người ta chỉ có thể là thối pháo về hoặc là bình vào một nước tránh thôi. Nó thối về mình lại tiến xe theo để mà bắt mã, thì lúc này buộc xe phải dâng lên giữ mã, dâng lên giữ mã, nếu chạy mã mất pháo ngay. Như vậy sau đó là mới bình pháo vào rồi thối mã về để đấu xe không vâng. Thì lúc này mình lại có nước chơi là tiến mã xuống khóa tượng để dò sát. Thì lúc này người ta lựa chọn là lên tượng hoặc là về tượng. Đó. Bây giờ nếu như người ta lên tượng thì mã mình sẽ đạp về trung bình, đánh lời con mã này ngay. Còn nếu như người ta hạ tượng, nếu như người ta hạ tượng thì mình lại có nước là phá ba, tiến xuống ba nước để mà bắt cánh quân này, cũng lời quân ngay. Đó cho nên là lên tượng hay xuống tượng đều đều bị lỗ quân. Như vậy là mình vừa nói cái nước pháo về đây ha. Rồi trở lại chút xíu này, vậy nước pháo bình vào đây à, nước pháo là bình vào đây. Rồi khoan mình trở lại chỗ này xíu, tại sao mình nói xe người ta tiến xuống đây người ta thua mà mình không nói rõ cái nước này, đôi khi họ mình quên đó, thì sẽ làm các bạn thắc mắc ở nước cờ này. Nếu như xe tiến xuống đây mình lại có nước hồi mã thương, cái nước hồi mã thương này sẽ mất xe, tại mình đang dò sát bằng cái nước pháo đọt tượng,
thì tới đây buộc là hạ hay chống gì đó không cần biết thì xe này sẽ mắc. Ví dụ như hạ tượng đi, tới đây đọc xe là coi như thua rồi. Các bạn thấy lúc này pháo này đang bị bắt, thì pháo này chạy cũng phải núp vào đây nữa hoặc là về đây nữa. Còn nếu như mà về đây như lúc này thì sẽ dở nước là mình đọt ngay, mình đọt pháo ngay xe theo, đọt thêm một pháo này nữa thì bên kia các bạn thấy cũng không còn quân lực đâu để đánh. Cho nên mình nói tại sao xe không xuống đây được nha. Rồi bây giờ pháo né một, pháo né một, giờ mình có nước là tiến pháo, tiến xe bắt pháo thêm một lần nữa để dọ cái nước là ăn pháo. Thì tới đây người ta phải xử lý bằng cách là người ta phải tránh xe này ra để cho pháo này giữ pháo này, chứ nếu để yên mình sẽ ăn ngay. Một lòng ta phải tránh xe ra một lớp, thì lúc này mình không ăn pháo được nha. Nếu các bạn cứ nghĩ chỗ bãi nhị là các bạn sẽ sai nha. Ví dụ như các bạn nghĩ là ăn xe vào đây bãi nhị là một sai lầm, lúc này người ta không dùng pháo lộn xe mình liền đâu, mà người ta dùng mã để đập pháo đấu quân. Rồi tới đây mình có hai lựa chọn nè, một là mình dùng tượng ăn mã lên, hai là dùng xe ăn pháo này, ba là mình thúc thúc bên năm thôi, thúc bên năm, hoặc còn nước một nước nữa là mã ăn về xe. Rồi như vậy nói từ nước sau, nếu mà ăn về xe thì người ta lại có nước quân chiếu tướng, một tướng thượng lên người ta đọt lại xe. Nên là lúc này xe này người ta còn tiến xuống bắt mã nữa là mình thắt liền. Rồi trở lại chỗ này xíu, còn nếu mà tới đây mình chọn là thúc binh năm, thúc binh năm lên để dùng xe này bắt pháo thì người ta sẽ quăng chiếu tướng. Đó, lúc này mình buộc phải lên tướng, lúc này người ta mới đọt chốt để thoát xe, thì người ta cũng đã ăn lại được một pháo rồi, cho nên thực lợi mình không có gì hết, mà tướng mình thì lên trên ha. Rồi trở lại, cho nên cái lúc mà ở đây trở lại đây xin, lúc này mình không thể ăn pháo nha, các bạn lưu ý nha. Rồi lúc này mình có nước là tiến xe xuống để bắt mã, ép người ta có hai lựa chọn thôi, tiến lên giữ mã hoặc là thoái mã về, hoặc là phế mã dùng xe đạp chốt. Cái nước phế mã thì sao, mình hãy nói đi ha, mình nói cái chỗ mà chúng ta hay chơi là quân bị bắt là lo chạy liền nè, tiến xe lên giữ, lúc này chúng ta lại có nước và tiến pháo xuống bắt mã, hoặc là phi mã dò xe, hoặc là tiến chốt được xe. Nếu chúng ta chơi tiến chốt được xe thì sẽ quay trở lại hình này, quay trở lại hình này, rồi lúc này chúng ta mới là tiến mã xuống để mà dò xét. Lúc này người ta hạ tượng hay là chống tượng gì thì mã cũng ăn về trung bình. Ví dụ như tới đây hạ tượng đi, mã đọt về trung bình là đánh lời quân mã này, đánh kiểu gì chúng ta cũng lời ha, một nước. Rồi bây giờ mình không tiến mã dò xét mà giờ mình tiến pháo bắt xe, tiến pháo bắt xe thì mã này buộc phải ăn lên lên pháo, tại mình đang bắt tiến pháo nhưng bắt xe là dùng mã bắt xe chứ không phải là dùng pháo bắt xe nha. Rồi tới đây chạy mã thì mình sẽ ăn, ví dụ như người ta đọt đọt mã xuống pháo như này thì mã mình đọt xe, mã ta quay về để ăn lại là ta muốn bãi nhị đó, lúc này ta muốn bãi nhị. Còn nếu như người ta không chấp nhận bãi nhị thì ta phải chấp nhận bỏ mã này. Đó, xe này không thể vào giữ được, vậy xe này không thể vào giữ được. Và mình nói vì sao không thể vào giữ được thì nó như thế này, khi mình tiến pháo xuống đây để mà mình bắt quân như thế này, nếu mà xe giữ thì lúc này người ta lại gặp khó, nước là mình tiến mã xuống, tiến mã xuống để dò xét. Nói các bạn có thể là tiến một trong hai chân, chân nào cũng được, nhưng mà cái chân trong này nó sẽ mạnh hơn là mình còn nước hoặc binh năm. Nó còn chân ngoài này thì người ta sẽ có một nước đỡ, người ta sẽ có một nước đỡ cũng khá là hay. Nước đỡ bằng cách là người ta có thể là quay mã này về để giữ tượng và kích đấu mã này luôn, kích đấu mã này luôn. Thì buộc lúc này mình phải đánh chiếu trước, đánh chiếu trước thì sĩ đang lên hoặc là xe ta đọt qua để bắt lại pháo này. Nó xin lỗi, sĩ ăn lên, xe quăng qua được sĩ ăn lên thì lúc này mình đọt tượng, nó tượng sĩ chống lên. Lúc này mình cũng vẫn chơi là thối pháo về hai nước để bắt lời quân. Chân trong chân ngoài đánh cũng được, nhưng mà trở lại chút xíu, nhưng mà chân này đánh là hay hơn, tại chân này đánh là tượng giữa bị cách ly nè, buộc phải quăng ra cánh biên cho chơi trọi bên ngoài, mà chơi trọi lúc này mình mới đánh ngược về đây là chắc chắn lời quân ở này. Còn nếu như người ta chơi bình xe qua đây để bắt pháo kích đấu quân, kích đấu quân thì bạn thấy là cái nước kích đấu quân này là nước không thể, tại vì khi chúng ta đọt mã nè,
xe không thể ăn lên được, xe này tiến xuống chiếu sập xỉ mình đứng sát ngay đó, nên lúc đó là Đức không thể. Thành ra là mã nhảy chừng nào cũng được ha, nếu trường hợp người ta không phế mã nè, còn quay lại trường hợp người ta phế mã, người ta bãi nhị. Rồi từ chỗ này như vậy tới đây mình có hai nước thúc chốt, thúc chốt năm và thúc chốt biên. Thì ở đây các bạn nên lựa chọn thúc chốt năm trước, cờ sẽ mạnh hơn thúc chốt biên trước. Đồng ý là chúng ta ép mã về được, nhưng mà các bạn thúc chốt biên sẽ như thế này, mã rút về, lúc này chúng ta tiến binh năm thì pháo lại bình vào chốn, lúc này chúng ta tiến xe bắt mã thì bên kia lại có đòn là tiến xe bắt lại mã để đấu quân. Thì các bạn thấy là hai con xe mình lúc này đang bắt hai con mã đúng không, nhưng mà hai con mã này chúng ta ăn sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào mình nói luôn ha. Bây giờ mình ăn con mã này trước nè, ăn mã này trước thì người ta sẽ ăn lại con mã này, giờ mình đọc thêm con mã này đó, thì lúc này các bạn thấy là một sát cuộc cực đẹp cho bên cờ đen. Lúc này người ta bình pháo vào chiếu tướng mình rất là khó chống đỡ ha. Thì tới đây các bạn lưu ý cái hình ở đây, mình chia sẻ cái hình này tại sao nó là sát cuộc khó đỡ. Tới đây nước duy nhất của mình có thể làm là hạ tượng, tại vì các bạn không thể chống một con sĩ nào được hết. Chống sĩ bên đây lên thì xe tiến thẳng để sát, chống sĩ bên đây lên thì pháo quật xuống sát, cho nên chúng ta buộc phải hạ tượng. Ở thì người ta xuất một tuyệt chiêu nữa là xe tấn một là mình thua ngay, không có nước đỡ nha. Còn nếu như người ta quánh như thế này thì tạm thời hai bên còn đang giằng co được. Lúc này mình bổ sĩ thì người ta bình xe chiếu nè, lúc này xuất tướng nè, xuất tướng này ta đưa tướng mình lên, tướng thượng lên tiến pháo chiếu, nó tướng lại sĩ lại lên khỏi xe chiếu tướng xuống. Lúc này mới quay xe về, quay xe về để bắt chốt này, chúng ta đọt qua chốt biên này, ta chiếu vào rồi ta đánh vào vào chốt, mình không thể nổ vào đây chiếu được thì pháo lộn về chiếu lại ngay. Đó, rồi. Nếu người ta đánh cái nước mà chiếu trước đó, thì người ta sẽ còn nước phản kèo như vậy, nước chiếu trước. Còn nếu người ta thấy được sát cột thì người ta sẽ tấn một, là mình không có cách đỡ. Các bạn thấy là nước pháo lộn xuống chiếu là bí, nhưng mà thấy trước nhưng không có thể nào đỡ được với cái hình hình cờ như thế này. Ví dụ tới đây chúng ta bay tượng lên đi, người ta bình xe ra một, giờ các bạn có ăn chốt hay là bình xe ra hy sinh cũng như không, nhưng bình xe ra người ta cũng vẫn tiến pháo sát. Nên rồi mình ăn chốt lên tiến pháo sát đơn giản vậy đó. Rồi trở lại chút xíu, cho nên mình nói tại sao là tiến binh này nó không mạnh là vậy nha. Rồi như vậy là mình tiến binh năm trước, tiến binh năm trước là mình đang dò vậy các bạn, tuy rằng nhìn chưa có bắt được quân nào hết nha, nhưng mà nước tiến binh năm trước nè, nước sau mình tiến binh biên nè là con pháo là chết. Các bạn thấy là một người ta phải chạy pháo trước, hai là xe người ta phải đi một trong hai lộ này. Còn nếu như người ta đi một nước khác, ví dụ đi nước chốt nè, ví dụ thôi, thì lúc này người ta thúc binh lại các bạn, thay là có chết quân liền, nếu mã quay về chết pháo, chạy pháo chết mã đó. Cho nên là tới đây người ta sẽ lựa chọn là chạy pháo trước hoặc là tiến xe một trong hai nước. Thì ở đây cái nước chạy pháo trước vẫn là nước hay hơn, còn hai nước này mình nói vì sao nó không hay, giờ tôi thối xe để mà bắt mã, tiến xe bắt mã, mình lại có đòn là thối pháo bắt xe. Lúc này pháo đầu không thể chiếu nha, nếu pháo đầu chiếu là rất tệ. Khi mình bổ sĩ là xe này phải chạy, một là về giữ mã, hai là về tiếp ở dưới đáy này, thì chắc chắn là phải về giữ mã rồi. Lúc này mình có thể đọt pháo, mã đọt không pháo là chúng ta thắng rồi. Nói cho nên là cái nước mà xe mà tiến xuống đây pháo mình thối về bắt là không thể nào vào chiếu được, chỉ thể là tấn một hoặc là thối một. Nếu trường hợp thối một này thì mình lại chơi ăn con mã dưới đây, chúng ta lời quân này, nước sau chúng ta thúc đuổi mã này đi nữa thì thành bên kia chỉ có thể là đứng đây thôi chứ không đánh được gì hết. Nói còn nếu như mà ta tiến sâu xuống đây, các bạn thấy sâu đây chỉ có nước duy nhất là bổ xuống để chiếu tướng thôi, nước này nó không có tác hại. Lúc này chúng ta vẫn là thúc binh biên lên, bên kia đọt chiếu tướng mình giả sĩ, giả sĩ lên. Thì lúc này con pháo bằng xe này đang bị kẹt đây, nếu đi xe sẽ mất pháo. Bây giờ pháo này và mã này đang bị bắt, mã dưới đây đang bị bắt đó, thì tới đây cũng phải buông quân, không có cách nào mà trong một lúc mà cứu tất cả ba quân được. Rồi trở lại chỗ này xíu, vậy là mình vừa nói với nước mà xe tiến xuống bắt mã lúc này là không được nha, vậy xe tiến xuống eo tượng luôn thì nó giống trường hợp đó các bạn, là tới đây mình cứ mặt sát, mình cũng không vội ăn mã này nữa mà mình lại thúc binh tiếp, là ba quân đang bị bắt vẫn y vậy nha. Cho nên chỉ có thể là bình pháo chạy trước để đón lỏng cái nước, nếu mình
tiến chốt lên hay tiến xe lên kiềm mã thì mã có thể là bay xuống phong xe hoặc là quay về để phòng thủ. Nếu tới đây các bạn đi xe trước thì ta sẽ phi mã xuống luôn, tại vì có pháo này giữ căng. Còn nếu mình thúc chốt trước thì mã quay về, có pháo này giữ căng. Nhưng mà mình buộc phải thúc chốt chứ không thể tiến xe ha. Thì tới đây mình có những lựa chọn sau đây: một là nổ binh viên, hai là chống sĩ ngồi. Tại tạm thời là cánh quân bên đây chưa đi được, thì bây giờ mình chia sẻ rõ hai nước này. Bây giờ là chống sĩ ngồi trước nha. Thì những nước bên kia có thể chơi lúc này là gì? Thối mã về để kích đấu xe, để mở đi cái cánh quân kìm kẹp này. Thì lúc này mình không chấp nhận đấu, mình chơi thối xe về hai nước, thối xe về hai nước để trực tiếp bắt tượng bên đây, để tạo khó cho người ta liền. Thì khi mình thối về bắt tượng thì tượng dưới thể hạ về hoặc là tượng dưới chống lên. Và đây là những nước bắt buộc rồi, còn nước tiến chốt này lên đấu là như không rồi. Tiến chốt chỉ giúp cho chốt mình qua sông thôi, nó không làm được gì ha. Cho nên là thối tượng hoặc về tượng. Nếu như trường hợp mà ta chống tượng lên thì lại càng khó ở chỗ là mình tiến xe bắt mã. Thì không cần biết là mã chạy chừng nào, nếu mà chạy chừng này sẽ ăn thì buộc phải chạy về đây. Thì lúc này chúng ta lại đọc tượng, lại tiếp tục bắt pháo, thì pháo lại bỏ giò chạy. Thì ví dụ chạy qua tới đây đi, ta lại tiến xe bắt mã, thì con mã này mất ngay. À, nếu mà phóng mã lên đây thì các bạn thấy là pháo mình bình ra đè nước sau tiến xuống đánh bên năm. Rồi mình trở lại xíu, đó là nước phi tượng. Rồi như vậy thì hạ tượng về, hạ tượng về lúc này mình vẫn là ăn chốt biên bình thường để mình dọ bên năm, mình vẫn ăn ăn lấy thực lợi và dọ bên. Thì các bạn thấy bên năm lúc này rất là khó giữ nha. À, lúc này người ta có ba nước trên, bình xe vô giữ bên năm luôn nè, hoặc là phi mã dưới lên khỏi cung, hoặc là phi mã này xuống. Thì như vậy nếu như mà người ta bình xe vào giữ bên năm là không thể giữ các bạn, mình có nước là tiến xe xuống bắt mã, ép mã về hoặc là tiến xuống. Nếu như mã về thì xe mình lại tiếp tục bình qua bắt mã, xe này không thể ra đấu được nha, không thể ra đấu được, mình nổ pháo thôi ngay, nổ pháo vào trung tâm thôi ngay. Vì chống sĩ thì mất xe, nó còn lên mã thì cũng vẫn mất xe, cho nên không thể đấu, chỉ thể là quăng mã lên đây thôi. Đó, thì các bạn thấy tới đây chúng ta lại thối về bắt đôi. À, thì tới đây là thua ha, tới đây mất quân là thua. Tại vì khi mà các bạn đánh vào đồng cờ với nhau, mất một chủ lực mà hình trận chúng ta vẫn còn mạnh. Có nghĩa là ở trong cái trường hợp mà đánh ngang cờ, khi lỗ quân mà không thua là trừ khi mà bên lỗ quân phải chiếm được hình thế. Còn nếu mà với cái hình thế như thế này á thì lỗ quân bên đây là thua luôn nha. Tại vì toàn quân đang bị ép nè. Chứ không phải nhiều khi các bạn nghĩ đâu, làm gì lỗ một quân mà phải thua, nó tùy theo hình thế nữa. Có những người người ta phế quân để lấy hình, cái trường hợp đó nó khác nha. Còn cái chỗ mà bị vây bắt chết, chết quân và lép hình thì lúc đó phải thua non thôi. Đây mình vừa nói con mã quay về, vậy con mã tiến xuống thì mình cũng là bình xe qua bắt mã. Thì mã lúc này các bạn thấy chỉ có một đường duy nhất là bay xuống đây để cho pháo giữ thôi, như thế này. Thì lúc này mình lại chơi pháo đầu để nhốt xe này lại, hạn chế sức hoạt động xe. Lúc này bên kia người ta sẽ tiến mã lên ngay, tiến mã lên để mà dọ bắt pháo liền đó. Thì lúc này mình lại có nước là thúc chốt vào sông hoặc là thối pháo về mồi. Thì hai nước này nó có hai trường hợp: nếu bạn thúc pháo người ta sẽ đánh đấu ngay, mình đánh xuống thì xe người ta sẽ tạt qua đó. Lúc này rất là ổn nha, này mình đang mở hình cho người ta nha. Thì lúc này các bạn thấy là xe giữ pháo này và mã có chân ngoài tàu. Ví dụ bây giờ mình đi một nước bất kỳ đi, ví dụ đi chốt mình đặt ví dụ thôi nha. Lúc này người ta sẵn sàng chiếu nè, nếu mình ra tướng là rất nguy hiểm. Còn nếu mình thối xe về nè, bởi thì pháo này người ta sẽ tạt qua đây, tạt qua đây, nước sau dò tiến xuống mặt xe rồi dùng pháo đánh tụt. Cho nên là các bạn nên chọn thối pháo về là vẫn còn kìm hãm cái sức xe. Người ta buộc muốn đi được xe này phải xuất tướng ra, xuất tướng ra. Thì lúc này chúng ta có thể là dỗ mặt chiếu tướng nè. Lúc này buộc tướng phải chưa, các bạn lại thối về bắt đầu. Mã lúc này cho dù có chiếu thì lại tiếp tục bị xe này thối về chi kích. Thì tới đây vẫn thua. Rồi mình trở lại chút xíu nữa. Đây mình đang nói cái nước mà bình xe vào giữ bình năm. Tại vì lúc này để bị công bình năm rất là khó, như vậy là nước này không được, vậy phi mã lên giữ bình năm. Thì tới đây mình có ba nước đánh: tiến xe bắt mã hoặc tiến thẳng xe bắt chốt hoặc bình xe qua bắt mã trước. Thì tới đây các bạn nên chọn cái nước là tiến xe bắt chốt thẳng, nó sẽ hay hơn.
còn các bạn đánh hai biến kia nó sẽ diễn biến như sau. Mình tiến bắt mã, mã phi xuống, lúc này mình mới bình xe qua pháo, là sẽ chạy về bên này để tạo căng, không cho xe mình về bắt. Lúc này mình có thể là chơi tiến xe bắt minh năm, lúc này người ta sẽ phi mã lên đánh chiếu tướng, người ta xuất tướng ra đó, tạm thời người ta ổn định được cái trận đánh đó. Là cái mình nói cái nước mà chi kích mã nha, mình nói cái nước tiến xuống bắc binh năm nè, sẽ nhanh hơn bạn hơn. Thì tới đây các bạn thấy là bên kia có thể là phi mã xuống luôn, để mà chuẩn bị hâm hâm chiếu ngoại tạo, mở đường cho xe này qua mặt bên đây đó. Thì lúc này mình vẫn bình xe qua đây trước chứ không đọt binh năm trước, tại mình dụ cho xe người ta đưa qua đây để mình đánh chiếu. Nếu như người ta vội vàng mà đưa xe qua kích đấu thì người ta sẽ dính cái bảy chiếu tướng của mình liền đó, cho nên không ai để dính cái nước ngớ ngẩn đó. Người ta sẽ tiến chiếu, tại vì nước sau mình thối về bắt cặp đôi pháo mà, lúc này mình sẽ thối xe về bắt mã, quay về, lúc này mình mới đánh chiếu. Thì bên kia buộc phải lên mã để là có gì sức tướng chứ không thể vào xe hoặc là lên tường đó. Lúc này mình lại bình xe vào để mà dò sát. Các bạn không nên bình vào một nước này để bắt pháo nha, đây là nước sai lầm. Sai lầm thì không phải sai lầm gì mà không thể bắt được gì người ta hết. Lúc này người ta lại có nước là quay mã về để dùng pháo bắt xe, hoặc là người ta lên tường, ví dụ người ta quay mã về dùng pháo bắt xe, bây giờ xe mình buộc phải chạy ra. Lúc này người ta có thể là ăn binh năm nè, có thể là ăn luôn con pháo đầu của mình, rất mạnh pháo rồi, rất là ổn nha. Cho nên là các bạn bình vô đây một sai lầm nha, bạn bình thẳng vào giỏ sát để buộc người ta phải lo nước sát là sức tướng. Khi này các bạn mới thối xe về bắt đôi thì quân người ta mới mất được, thì lúc này người ta mới chịu thua. Còn các bạn mà đi nước bình xe ba qua là các bạn thua người ta lại, cái hình thế thôi chứ không phải là thua trận đánh nha. Rồi mình trở lại chút xíu nữa. Rồi bây giờ còn cái phương án thứ ba là người ta bỏ mặt binh năm, không phi mã lên mà cũng không vô xe giữ, mà người ta mở cái mã này lên để mà có gì tướng mình xuất ra ngoài. Thì lúc này mình nổ pháo chiếu tướng thì người ta sẽ là tướng luôn, nó sẽ an toàn hơn. Thì lúc này mình mới tiến xe bắt mã thì mã sẽ phi lên bắt lại pháo, mình xe qua ngang cạnh thì mã lại phi xuống. Nó vòng vòng nó cũng rơi vô hình như vậy các bạn, tuy rằng cũng đổi đi một vài nước nhưng mà cũng sẽ rơi vào cái hình như vậy. Lúc này mình chơi thối xe bắt đôi ép người ta chiếu, thì mình thối xe về bắt lần nữa thì mã quay về, lúc này mình lại tiến chốt qua sông. Thì khi các bạn tiến chốt qua sông là bên kia rất là khó đi, không thể nào mà bình xe qua đây để mà đánh đấu mã này được. Lúc này mình lại bình pháo ra một nước mình cũng đấu. Lúc này người ta sẽ bình pháo tiến thẳng pháo xuống thì mình sẽ ăn mã, cho nên là người ta buộc phải chạy pháo về bên đây, thì lúc này mình lại chơi thối pháo về hai nước, rất là hay. Và tới đây cho dù người ta có phi mã xuống để phong xe cũng không có tác dụng. Lúc này mình bình xe chiếu tướng nè, tướng chưa vào, mình pháo đầu vào đang bắt lần pháo này, và buộc pháo phải thêm một lần nữa bỏ chạy. Còn nếu như mà tiến xe xuống đây để giữ nữa thì mày thấy hình 1, 2, 3, 4 quân, không có quân nào đi được luôn. Vì sao nó không đi được các bạn? Tại vì giờ bốn quân này nếu như bình xe vào mà kích đấu mình, người ta còn có một xe thôi, ta không thể đấu được. Mà xe này rời đi vị trí này thì xe này sẽ ăn mã. Còn nếu mã mà quay về phong xe thì xe này tấn lên một, và cặp pháo này cũng không thể di chuyển đâu được trên cái trục dọc và trục ngang này. Đó, cho nên là tiến xe xuống đây thì nguyên một đống quân bị mình kìm cặp hết luôn. Rồi như vậy thì người ta không thể nào bình xe qua đây để mà dùng mã đấu với pháo được, mà người ta phải chạy pháo trước như thế này. Phải chạy pháo trước, lúc này mình mới mình pháo chiếu tướng thì tướng xe người ta mới chạy qua chứ là không vào tướng nha. Khi mà xe người ta chạy qua là ta đang mượn nước là phi mã, giống như trường hợp nãy, nhưng mà nó khác ở chỗ là pháo là chạy trước. Đó, thì lúc này mình vẫn chơi thối pháo hai nha, pháo hai. Thì bên kia có thể là chơi tiến pháo bắt xe trước hoặc là phi mã xuống để cản xe trước. Nếu mà tiến pháo bắt xe thì mình lại có nước là hạ sĩ, và lúc này ta lại phi mã nhốt luôn xe, để tránh trường hợp bị bắt đôi. Thì mình vẫn là bình chiếu tướng, tướng chui vào, mình bình vào pháo đầu. Thì lúc này các bạn thấy pháo này đang tiếp tục bị bắt, như vậy thì buộc pháo này phải tạt ra một nước hoặc là thối thối về thì không có vị trí, tạt ra một nước để nhào pháo trên tàu căng. Thì các bạn cấp tiên nữa thì các bạn có thể là phi mã lên, tiếp tục cấp tiên bắt quân. Mình nói vì sao mà phi mã lên là cấp tiên của quân, mình đang ngắm pháo thật sự là đừng, nếu mà bên kia ý y là có con mã này ở đây là một sai lầm nha, một sai lầm. Và ví dụ như bây giờ tới đây người ta tiến xe bắt mã đi, ví dụ vậy,
Thì các bạn thấy này, mình lại có một nước đánh nữa mà khiến người ta phải khó chịu. Thứ nhất á, là chúng ta phi mã lên để mà phát triển tấn công, là nhốt lại toàn quân dưới đây, nhốt lại toàn quân. Cái thứ hai nữa các bạn thấy là vị trí đứng bốn quân này thì các bạn tìm giùm mình cái vị trí để mà tấn công ở bên cờ đỏ thật sự là rất là khó, và sự đường tấn công hầu như là không thể bàn tới luôn. Mà nước Sao Mã nhảy qua Tàu nữa thì rất là khó chống đỡ, cực kỳ khó chống đỡ. Thì các bạn thấy là cái nước Mã phi lên này đừng coi thường đấy nha. Rồi mình trở lại chút xíu này. Như vậy tới đây khi mình phi mã lên thì bên kia không thể tiến xuống Bắc Mạng, không thể tiến xe Bắc Mạng. Tiến xe Bắc Mã mình nhốt là xe không về được, thì sẽ không có quân để phòng thủ. Nói như vậy thì tới đây người ta sẽ lo tìm đường chạy pháo đi đâu bất kỳ, ví dụ như là chạy ra chạy vào gì đó, tìm cách phải thoát trước một quân, đang còn nhờ sức mã này giam xe để thoát trước một quân đó. Như vậy thì nếu như mà pháo thì bình ra bỏ chạy thì chuyện gì sẽ ra? Lúc này các bạn thấy là con xe mình đang bị con mã này nhốt đó, thì lúc này sao, mình vẫn là phi mã lên để ngăn cách cái sự mà bảo vệ của xe này. Thì lúc này hai quân đang trong lầm lẫn, chạy kiểu gì cũng chết luôn ha. Cho nên là mình nói cái nước phi mã này lên nó rất là khó chịu. Rồi mình trở lại chút xíu. À, trường hợp mình nói là pháo tiến bắt xe, còn nếu như mà mã phi xuống trước thì nó sẽ rơi vào cái hình giống lúc nãy các bạn, giống cái lúc nãy mình vừa chia sẻ là xe chiếu đây tướng vào mình vào đây, lúc này tiến xe xuống giữ giữ căng tại vì không thể chạy được nữa. Nó tiến xe giữ căng thì bốn quân nằm im đây, đó là mình chia sẻ lúc nãy rồi. Thì tới đây chúng ta có thể là chơi sức tướng ra để mà dò xét, thì các bạn thấy bên kia buộc phải bình pháo qua để chiếu tướng ngay, nên không có cách nào để ngăn cản được xe này. Mình pháo qua chiếu tướng thì mình lại vào tướng, thì quân chỉ có thể sàng qua sàng lại thôi. Và lúc này pháo người ta phải thối về để mà lo phòng thủ, và sau đó là đưa đưa pháo này qua để dùng pháo dưới bắt xe. Thì lúc này lại có cái nước là thối pháo một để ngăn cách đi cái sự xe pháo này, đó là cờ đỏ mình lúc nào cũng sẽ ưu hơn. Rồi như vậy là hôm nay mình đang chia sẻ về pháo đầu đánh với bình phong mã, tả pháo phong xe. Thì mình chia sẻ hôm nay tại sao mình không chia sẻ tới sát cuộc nhiều, là vì những cái biến đánh của cái tài liệu mà mình vừa soạn đây á, nó là một cái sari biến đánh lợi thế lợi quân. Nó có sát cuộc nhưng mà nó nghiêng về cái biến đánh là lợi thế lợi quân, cho nên là hôm nay mình không chia sẻ tới sát cuộc là vậy. Và hôm sau mình sẽ chia sẻ cái nước mà hoành xe tấn xe lên một hoành đó. Ở clip sau thì ở cái biến đánh đó, cái tài liệu đó mình đã xem rồi, ở biến đánh đó thì nó sẽ có nhiều cách sát cuộc hơn là do cái sự đôi công, còn ở cái biến đánh này nó ổn, mang tính ổn định giữa hai bên hơn, thành ra là nó chỉ mang tính là lợi quân lợi thế. Đó là lý do mình không chia sẻ đến sát cuộc. Rồi thì ở clip 14 này, pháo đầu phá bình phong mã, tả pháo phong xe, là mà bên bình phong nhốt xe mình bằng pháo trái á, gọi là tả pháo phong xe đó. Rồi tới đây mình xin chào và xin tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn sức khỏe và mau thành một kỳ thủ giỏi ha. Xin chào tạm biệt.